Xin chào tất cả mọi người. Tôi tên là Kazuku Anyom Double Wish. Hôm nay đi đến nhà hàng đó một chiếc đặt hàng là rất rất nổi tiếng và đã được tổ chức 20 năm trước nên rất rất ngon nên tôi muốn đi ở đây nè. Ok, bye bye. Bye bye khá. Đây là một chiếc. Thật ra là một người bạn biết comment trên YouTube của chúng tôi hãy ăn một chén đi nhá, nên tôi đến ở đây nè. Hình như là bên Nhật không có như một chén nên tôi không biết thế nào, vì thế nào. Giống như là khoai tây chiên. Khoai tây chiên cái này là không có vị, giống như là vị món chén, nhưng cái này là cái gì chất lượng chắc là có nước tương, nước mắm và đây, lúc trước tôi ăn bánh dày, khi đó tôi muốn ăn gói cái là chất chất ngon. Hình như nguyên liệu là khoai sọ đúng không? Như vậy. Thật ra là tôi chưa bao giờ ăn khoai sọ. Tôi nghe nói bột chiên là giống như khoai tây chiên nên tôi nghĩ như vậy, nhưng cái này là không phải như khoai tây chiên, tại vì rất rất mềm và hơn hộp ketchup chắc chắn hộp xúc này tôi nè. Rất ngon. Xúc này là rất ngon cho người Nhật Bản, tại vì hầu như người Nhật không tất cả người Nhật biết nước tương hơi ngọt, vị hơi ngọt, nhưng nước tương Việt Nam là hơi mặn, nhưng mà cái này là có đường nên rất thích hợp với người Nhật Bản. Khi nấu ăn món Nhật Bản thì chắc chắn sử dụng nước tương. Nước tương đó là vị hơi ngọt, hơi vị ngọt nên tôi nghĩ súp này là rất rất hợp với người Nhật Bản nha. Nếu các bạn sử dụng nước tương đó, nước tương này thì có thể nấu ăn món Nhật Bản nhỉ. Hai thứ nè. Theo tôi xoài này là không cần chỉ nước này thôi. Ok nha. Bạn ơi, nếu có bạn của người Nhật thì hãy giới thiệu món này, tại vì chắc chắn người Nhật thích món này, bột chiên. Còn nữa, bên Nhật không có bột chiên như này nên tôi và các bạn hãy giới thiệu về bột chiên. Mọi người ơi, nếu thích video này thì hãy share và subscribe nhé. Bye bye. Tôi tên là Kazune. Bye bye.